vô lại tiếp giùm em nha mọi người ơi. Ơi đưa chị bịt khẩu trang đằng đó đi cô. Có một cái bịch đó, bịch khẩu trang trắng lẻ đó. Khi mà kiếm gì cho tao mà kiếm cũng thành công. Hello mọi người nha. Mọi người vô đông đông em like dép tiếp nha mọi người. Em mới dọn ra chắc được 100, 200 đôi nữa là hết luôn đó nha mọi người. Đây là hộp khẩu trang Yumi 3D nhà em nha. Bây giờ mấy chị á, có muốn mua lẻ của em á, thì bây giờ mua lẻ mấy chị mua 2 hộp hay 3 hộp em gặp chung với đơn dép thì em tính cho mấy chị 35.000 nha mọi người. Đây nè, một hộp khẩu trang khi mấy chị nhận về là có tem rồi đầy đủ nha mấy chị ơi. Đây, tem đồ đầy đủ nha. Một hộp như vậy là 50 cái giúp em nha mọi người. Đây, một hộp là 50 cái giúp em nha. Chị cũng nữa hả? Chị là sao em? Là sao mấy trăm? Đây, một hộp là 50 cái giúp em 35.000 nha mấy chị ơi. Em còn tầm 150 hộp thôi. Bây giờ dịch cao rồi, khẩu trang nó tăng giá rất là nhiều nha mọi người. Đây, một cái khẩu trang nè mấy chị, nhìn tem mát logo Nhật giúp em. Em bao hàng cho mấy chị luôn nha. Hàng khẩu trang bên em là dày và cái độ, cái loại 3D nó rất là bự nha. Bự hơn những loại khác luôn. Để em đeo cho mấy chị coi nha. Đây, đeo vô là ôm sát mặt xuống gần tới cái vòm miệng mình luôn nha, cổ họng mình luôn á. Đeo không bị giãn và đặc biệt cái này nó bự hơn so với tất cả các loại 3D luôn. Nên chị nào mua thì chốt liền giùm em, mua 10 hộp là được giá 300.000. Là 30.000 một hộp, còn mua lẻ 1 tới 5, 10 hộp, 5 hộp, 9 hộp luôn thì là giá 35.000 nha, độ co giãn bao cho mấy chị luôn nha. Một hộp 35.000, 50 cái như thế này giúp em nha khách ơi. Ánh Vi một hộp nè. Có công ty giao hàng giao mà em. Trần Thị Cẩm Dung một hộp nè, có hàng nè. Công ty giao hàng có giao là chị vẫn like nha, tại chị like chị xả hàng thôi nha mọi người. Rồi hai hộp nha, chúc Phương Trâm cho địa chỉ số điện thoại. Thảo Vi một hộp cho địa chỉ số điện thoại. Cẩm Trinh một hộp dồn đơn có hàng. Vi Chuông một hộp có hàng. Linh Linh hai hộp có hàng. Phương Trầm ghi chưa? Phương Trầm chị ra đơn chưa? Rồi, Phương Trầm hai hộp có hàng. Phương Trầm có rồi đúng không? Rồi, chị nào mua thì cứ chốt khẩu trang giúp em nha. Chị Dung, chị Dung hai hộp có hàng nè. Dạ có được nhận nha mấy chị ơi, nhưng mà có điều là hơi lâu một xíu nên mấy chị thông cảm, mấy chị đợi hàng về. Ngân Phương cho chút địa chỉ số điện thoại nè, nên mấy chị cứ đợi hàng, mấy chị nhận giúp em là được, chứ mấy chị đừng bơm em, tội nghiệp em lắm nha mọi người. Như vậy thôi là được rồi, tại vì bây giờ em xả dép từ hồi nãy tới giờ bán toàn dép 20-30 ngàn không, mà chưa có dép nào mà lên 50 luôn á. Nên mấy chị canh, mấy chị nhận hàng giúp em nha. Hàng này là hàng dép em xả kho. Nói chung là em sẽ dùng một ít ra để em mua mì em tặng cho mấy người gần đây nha mọi người. Nên là mấy chị chia sẻ like giúp em. Chị nào mua hàng đó thì nói chung là giao hàng dịch thì giao hơi chậm hơn bình thường, nên mấy chị đợi hàng giúp em nha. Rồi một đôi kim tuyến này size 36-10 ngàn giúp em. Comment giùm em nha. Đen 36-10 ngàn. Chị Vi Chuông em tạo đơn cho chị một hộp rồi nha chị Vi Chuông ơi. Vi Chuông có rồi nha. Vi Chuông thêm một hộp là hai hộp nè. Rồi một đôi kẹp đá 29.000 giúp em, chị nào lấy chốt. Kẹp đá 29.000 chị nào lấy chốt. Chị Thúy Lộc có hàng khẩu trang. Rồi Vi Khanh bỏ vô nè bé lùn ơi. Một đôi dép kẹp đen đâu rồi. Rồi thêm một hộp nữa là hai hộp, ok nè. Rồi kẹp đá này giúp em 29.000 size 37 nha. Rồi một đôi kẹp gấu 37, một đôi kẹp gấu size 37-38 giúp em 30.000. 30.000. Nguyễn Trần Cẩm Tú có đá nha, Nguyễn Trần Cẩm Tú có đá nha. Rồi một đôi bò sữa 37-25.000. Bò sữa 37-25.000 chị nào lấy chốt. Nếu mà xong trong hôm nay thì chắc em làm đơn luôn á mọi người, tại vì á là không còn hàng sale nữa luôn á. Rồi một đôi xoàng sale cho mấy chị 20, xoàng đá size 36 20. Xoàng đá 36 20, một đôi kẹp rắn.
một đôi kẹp da rắn. Thôi cho bé lùng này. Về trà lại là sạch. Bò sữa cho Thuy Kim cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi, qua mã nha mấy chị ơi. 25. Hàng em bán rất là rẻ luôn. Cái giá này là giá sale của mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em nha. Xoàn đáy cho Thúy Lộc 20 nè. Rồi ok nè. Gấu cho Bông Bông nè. Bông Bông 30 có hàng nè. Rồi tiếp giúp em nha. Một đôi H màu nu size 38 giúp em 30. H nu 38 30. H nu 38 30. Chị nào lấy chốt. H nu 38 30. Chị nào lấy chốt liền giúp em nha. H nu 38 30. Ừ. Hàng sale có đầy đủ size nha mấy chị. Chủ yếu là tại nó lẻ size nên mấy chị chịu khó coi một xíu. Rất là nhiều hàng đẹp nha. Trần Phương 30 H nu có hàng. Rồi tiếp giùm em nha. Nhiều hàng lắm mấy chị đợi em nha. Nhiều hàng lắm mọi người. Rồi một đôi gấu beo nè. Một đôi gấu beo size 37. Một đôi gấu beo size 36, 37, 30 ngàn. Gấu beo 36, 37, 30 ngàn. Một đôi kẹp da rắn màu rêu size 36, 20 ngàn. Size 36, 20 ngàn. Đó, hàng rẻ gì không đó mấy bà mua không? Quá rẻ luôn rồi đó. Em sale rất là rẻ luôn đơn hôm nay. Chị nào mua khẩu trang thì cứ comment khẩu trang giúp em 35.000 một hộp 50 cái nha mấy chị ơi. Thấy Trường Vi nha. Rồi tiếp giùm em nha mọi người. Vô lại tao chị. Rồi 36 nè mấy chị ơi. 36 em có 2 đôi 10.000. 36 em có 2 đôi 10.000. Comment giùm em 36 10.000 nha. 36 10.000 rêu cho Huỳnh Như có hàng cho địa chỉ số điện thoại nè. Rồi một hộp khẩu trang cho Nguyễn Ngọc Ngân có hàng nè. Rồi comment giùm em kẹp đen nha. Kẹp Havana đen á mọi người, 10.000 một đôi thôi nha mọi người. Rồi Nguyễn Bích cho địa chỉ số điện thoại 10.000, size 36 nè mẹ. Rồi đen cho Lê Trúc Hương có hàng nè, 10.000 nè. Rồi comment giùm em thơm nha mấy chị ơi. Thơm 38, 39, 10 ngàn. Thơm 38, 39, 10 ngàn. Chị nào lấy chốt. Thơm 38, 39, 10 ngàn. Ông 36, 37, 10 ngàn. Ông 36, 37, 10 ngàn. Mấy chị mua hàng chủ động cho em địa chỉ số điện thoại. Không có địa chỉ số điện thoại em không chốt đâu nha mọi người. Tại vì em lời không có nhiều là em xả đơn hết đó. Rồi 36, 37 bướm cũng 10.000 luôn. Một hộp khẩu trang 3D nè. Rồi thơm 39, 10.000. Thơm 39, 10.000 cho Quyền Nguyễn có hàng. Chị nào lấy chốt liền giúp em nha. Cái này 10.000 luôn. Ông 10.000 á. Bướm 10.000 luôn. Rồi ông này size 36, 37. Ông cam 36, 37, 10.000. Bướm cho Thi Kim 10.000 có hàng. Ông 38 không có, ông 38 không có nha. Rồi, thơm em hết. Rồi, ông cam nha mấy chị ơi, ông cam 36 37 10.000. Ông xám 30 bướm xám 36 10.000. Ông 10.000 cho chị Đoàn Thị Đẹp có hàng. Rồi, thơm nâu 39 10.000. Thơm hồng 39 10.000. Thơm đỏ 39 10.000. Ông 36 10.000 cho Ánh Vi có hàng. Bướm xám cho Quyền Nguyễn có hàng. Thơm nâu cho Đoàn Thị Đẹp có hàng. Rồi một đôi màu này đẹp ghê nè mấy chị ơi. Size 36 37 comment giùm em là màu đất nha. Màu đất 10.000, size 36 37. Màu đất 10.000. Thơm cho Vi Khanh 39 có hàng nè. Thơm đỏ cho Hoàng Diệu quá em. Nè Vi Khanh nè Hoàng Diệu. Rồi đất cho Ánh Vi có hàng. Ê lấy cái cuộn bạc thay vô. Tắt máy bé lùn, tắt máy giùm chị. Tắt kệ. Bên đây có cái công tắc. Rồi em mở nó ra, mở nút này. Rồi mẹ đưa đây con làm cho, mấy chị đợi em xíu nha mọi người. Mua hàng cho em địa chỉ số điện thoại, mở cái nút kia lên bé lộn. Cái này hả? Ừ.
Thằng lồn cu lo bấm điện thoại tao. Tính tao đăng hình răng súng lên không? Đăng mày coi chừng ghế trên tay nó. Rồi bỏ vô theo hướng này nè. Mung đi ra cho mẹ làm. Rồi một đôi búp bê rì size 37. Mở máy lên. Một đôi búp bê rì size 37 10.000. Ơi 20.000. Búp bê rì size 37 20.000. Chị nào lấy chốt. Búp bê rì size 37 20.000. Mặt cười size 38. Mẹ để mang mẹ. Rồi tiếp giúp em nha mọi người. Hắc nu em hết rồi, hắc nu hết rồi chị ơi. Rồi mấy chị chia sẻ bài giúp em nha. Bà Đoàn thì đẹp rồi, lấy mặt cười thôi cho bà luôn mẹ ơi. Rồi tiếp giùm em nha, hàng sale mà hàng đẹp không à mọi người. Bây giờ bính nha. Dục ấy, xé ra. Rồi một đôi bính này size 37 40.000 giúp em. Bính nu 37 40. Bính nu 37 40 chị nào lấy chốt. Cái đó 20 em, cái đó 20. Bính nu 37 40. Lông đen size 36 sale 39.000. Lông quay ngang đen hàng Quảng Châu 36 sale 39.000. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Sandal size 35 sale 35.000. Sandal size 35 nha, chị nào lấy chốt. Sandal size 35 sale 35.000, chị nào lấy chốt. 35 36 mang vừa nha mấy chị ơi. Thấy Thảo Vy nha, thấy Thảo Vy nha. Size 39 để em lên từ từ nha mấy chị ơi. Tại cái này là hàng lẻ size á mọi người. Hàng lẻ size nha. Rồi đôi gót này size 37 sale cho mấy chị 50. Gót cam 37 50. Sandal cho Trần Thị Cảnh Dung 35.000 có hàng. Bính nu 37 cho An Bình có hàng, cho địa chỉ số điện thoại nha. Rồi một đôi gót này size 37 nè mấy chị, da rắn bao đẹp luôn, sale 50. Sale 50. Nè. Mẹ như 40 đúng không? 40. Sale rẻ lắm mọi người ơi, tranh thủ mà mua nha. Cái này là em bán, em nói thiệt với mấy chị là lỗ vốn không á. 37 50k cho heo Nguyễn, cho em địa chỉ số điện thoại có hàng. Lên kẹp ok nè. Rồi đôi này size 35 36 sale cho mấy chị 35.000. Comment giùm em nha. Xích nu nha, xích nu size 35 36. Size 35 36 35.000. Rồi, bính bướm màu đen size 37 sale cho mấy chị 40. Bính bướm màu nu size 36 sale cho mấy chị 40 luôn. Cao dầu đợi xíu chị đẹp cho chị chạy chuyển khoản trả tiền lại cho em luôn. Rồi chị nào lấy chốt nha mọi người ơi. Xích nu cho Yến Vy có hàng 35.000 nè. Một chút nữa chị chuyển khoản cho em liền luôn. Rồi xích trắng 37 35.000. Xích trắng 37 35.000 chị nào lấy chốt. Xích trắng 37 35.000 chị nào lấy chốt liền giùm em. Có kẹp, đợi em lên một loạt dép quay ngang và một loạt kẹp đó mọi người. Xích nu chỉ có size nào? Có size nào em đọc size đó thôi mấy chị ơi. Rồi hắc đen này size 37 giúp em nha. Hắc đen này size 37 sale 35.000. Hắc đen 37 sale 35. Hắc đen 37 sale 35. Gót chữ A trắng có, đợi em xíu em lên, mấy chị đừng có hối em. Mấy chị cứ hỏi hoài, mấy chị đợi mấy chị mua nha. Rồi em không đọc tên mấy chị thì mấy chị lại bảo em không thấy comment. 35.000 cho heo Nguyễn có hàng nè. Rồi một đôi sandal gót size 37 giúp em sale 60. Sandal gót size 37 sale 60, hàng xịn nha, đế xịn giúp em luôn. Rồi chị nào lấy chốt. Xích nu nãy size 35. Thì em đặt đi chị đổi cho. Em cứ đặt trong hàng sale rồi đi, rồi chút nhắn cho chị tin để chị nhớ. Rồi một đôi chéo nơ size 37 sale 35.000. Hàng đều là hàng Quảng Châu, hàng xịn nha mấy chị ơi, em không có bán hàng tào lao đâu, cái này là lẻ size em mới xả lỗ nửa giá đó. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Comment giùm em đi mọi người ơi.
comment liền giùm em nha, để em chốt nha mọi người. Rồi ship Tiền Giang tầm 30-35 ngàn. Chéo nô cho Hiếu, Hiếu cho em địa chỉ đi chị ơi. 35 ngàn. Chéo nô em hết. Rồi bính đen 45 ngàn giúp em nha. Bính đen size 39 45 ngàn. Bính đen 39. Chị có chốt cho em đâu mà xả. Bính đen 39 45 ngàn. Bính đen 39 45 ngàn. Ok, ai có địa chỉ thì khỏi đưa lại mấy chị. Bính đen cho Thái ngon cho em địa chỉ số điện thoại. Rồi một đôi gấu nè, gấu nâu nè em sale đi. Em sale cho mấy chị 29 ngàn. Một đôi gấu nâu size 39. Một đôi gấu beo size 36-37. 29 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em. 29 ngàn kèm địa chỉ số điện thoại giùm em. Rồi một đôi chéo nơ màu hồng sale cho mấy chị 35 ngàn size 38. 35 ngàn size 38. Gấu beo cho Nguyễn Dung có hàng 29 ngàn. Gấu nâu cho Hải Yến 39 có hàng 29 ngàn. Em like lẻ sai nhưng em like qua mẫu rất là lẹ luôn, không phải như mấy cái shop khác mà like lâu đâu, nên nó đỡ buồn ngủ mấy chị. Chéo nơ 35k cho Nguyễn Thảo Vi có hàng. Thanh Trang ơi sao vậy bạn ơi. Rồi một đôi kẹp đá 29 ngàn. 29 ngàn 35. Cái này 29 ngàn, chị nào lấy chốt. 29 ngàn, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Rồi sandal 37, trắng gót, sandal trắng gót nè, 60 ngàn cho Vi Khanh có hàng. Rồi một đôi hắc nu size 36 giúp em luôn, 30. Thấy comment của chị Hương nè, thấy comment của chị nè chị Hương ơi. Rồi để em lấy xuống em like. Kẹp nha, bây giờ qua một loạt kẹp rồi một bịch lại là hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Để mấy bà cứ hỏi qua hỏi lại rồi tôi tức cái mình. Rồi comment giùm em nè. Kẹp vuông nu 36-37 20 ngàn. Hắc nu cho chị Thi Kim có hàng. Rồi comment giùm em đi. Kẹp vuông nu 20 ngàn 36-37. Kẹp vuông nu 36-37 20 ngàn. Rồi xích nè, xích dao rắn trắng em bán 55, sale ở trên đây 35 ngàn size 37. 37 không size 37 em ơi, không lộn. Chị nào lấy chốt liền giúp em nha mọi người ơi. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Kẹp vuông nu cho chị Thi Kim có hàng. An Bình có hàng. An Bình 37, Thi Kim 36. Nơ hồng em hết rồi. Rồi da rắn em còn 36-37 luôn. Kẹp da rắn còn 36-37 nha mọi người. 36-37 20. Lấy cho Hải Yến rồi nha. Rồi em lấy cho Hải Yến rồi đó. Rồi đôi nơ này size 38 giúp em 35 ngàn. Nơ 38-35 ngàn. Nơ Quảng Châu 38-35 ngàn. Hàng đế xịn nha mọi người. Hàng mà dởm trả lại cho em trời ơi. Rồi một đôi gót, gót nu size 36-50 ngàn. Rồi kẹp đen 37 cho Mớm Trinh có hàng. Như Cherry có hàng. Kẹp da rắn luôn. Rồi nơ 38, nơ 38 chốt cho chị Cao Phương. Cao có hàng 35 ngàn. Cao Phương có hàng 35 ngàn. Rồi một đôi hắc màu hồng. Một đôi hắc màu hồng nó bị lỗi một miếng, em sale cho mấy chị 30. Về mấy chị mang mấy chị chà ra là sạch nha. Size 39 giúp em luôn. Em sale cho mấy chị 30. Gót nu chốt cho Ngọc Thanh có hàng. Gót nu 50 chốt cho Ngọc Thanh có hàng. Rồi một đôi hắc da rắn nu. Một đôi hắc da rắn nu sale cho mấy chị 39 ngàn. Hắc da rắn nu size 36. Hắc da rắn nu size 36, chị nào lấy chốt. Kẹp chữ A vàng size 36-20. Kẹp chữ A vàng 36-20. Kẹp da rắn trắng 37-20. Hắc 36 cho heo Nguyễn, cho địa chỉ số điện thoại 39 ngàn. Một đôi hắc đen size 35.
Một đôi hắc đen size 35 giúp em 39.000 luôn. Hắc đen size 35 39.000. Mi trần hắc 39 30.000 có hàng. Kẹp chữ A. Rồi trắng 37 chốt cho Hiếu, Hiếu có hàng. Kẹp rắn trắng 37 cho Mớm Chinh có hàng. Bộ da rắn trắng 37 chốt rồi mà đúng không? Ê chị hết rắn trắng rồi, xé của Mớm Chinh đi. Ôi Mớm Chinh, Mớm Chinh chốt đi. Rồi gót chữ A. Hiếu, Hiếu rồi vậy xé Mớm Chinh đi em. Rồi gót chữ A size 37 50.000, ai lấy chốt. Gót chữ A 37 50.000. Gót chữ A 37 50.000. Gót nha mọi người. Hàng đẹp lắm. Mẹ tháo cái này ra cho con đi. Rồi còn một đôi kẹp nè, một đôi kẹp vuông nu nè, 20.000 size 37. Kẹp vuông nu 20.000 size 36 37, chị nào lấy chốt. Vuông nu 36 37 20.000. Một đôi kẹp da rắn màu hồng nu size 35 36 20.000. Một đôi sọ ngón da rắn. Cô ơi tao đang like. Một đôi sọ ngón da rắn size 37 giúp em 30.000, hàng đế Quảng Châu giúp em nha. Dạ chị ơi, tụi em hết hàng ở vuông nu 36 như cherry có hàng. 20 nè. Chưa về kịp với chị ơi. Chứ có là em giao cho chị liền luôn á. Rồi kẹp rắn nu cho Mai Ngọc size 36 có hàng. Cam da rắn cho Móm Chinh 37 có hàng. Em hết rồi nha. Sọ ngón nó 30 nha lùn. Rồi một đôi ngựa vằn nè mấy chị. Một đôi ngựa vằn size 37 giúp em luôn nha 30. Ngựa vằn 37 25 chứ lộn. Rồi sọ ngón da rắn màu xanh size 38 giúp em 20. Rồi một đôi kẹp da rắn màu nu size 36 20. Vàng 37 25.000 à, Móm Chinh ơi. Nè, 25.000 cho Móm Chinh nè. Rồi chuẩn bị qua bò nha mọi người. Kẹp vuông nu 37 hết rồi. Xanh 38 cho Tú Nhiên 20 cho em địa chỉ số điện thoại. Rồi một đôi da rắn vàng size 37 20 giúp em. Da rắn vàng 37 20 giúp em nha các ơi. Xanh 38 đâu, chị đưa mà. Rồi tiếp nè mấy chị ơi, một đôi chéo nơ size 37 giúp em 35.000. Chéo nơ chất da siêu đẹp luôn 35.000, 37. Rắn vàng cho Móm Chinh có hàng 20. Hàng em bán là bao rẻ luôn á mọi người. Rẻ nhất thành tinh này luôn á. Rồi một đôi lông nha, một đôi lông Quảng Châu size 36 sale cho mấy chị 39.000. Chéo nơ 37 cho chị Ly Ly cho em địa chỉ số điện thoại. Ly Ly cho em địa chỉ số điện thoại. Ship Sài Gòn tầm 20-25.000 nha tình yêu ơi. Rồi lên quay ngang nè. Em lên lộn xộn liên tục với mọi người ơi. Có gì lên đó nha. Này còn size nhiêu đây? 36, 37, 38. Rồi comment giùm em nha. Bò sữa đen sale cho mấy chị 40. Sale cho mấy chị 39.000 thôi. 36, 37, 38, 39. Comment giùm em hắc bò. Hắc bò giúp em nha. Bích Tuyền, chút nữa chấm lại giùm em đi. Em xử lý đơn cho tại nhân viên em nó nghỉ dịch từ bữa tới giờ đó. Rồi ai lấy cái này chốt liền giùm em nha. Hắc đen 36 37 38 39 giúp em. 36 37 38 39 giúp em 39.000. Chốt trên like thôi nha mấy chị ơi. Hiếu Hiếu 37 có hàng. Phương Cao 38 có hàng. Mấy chị mua về mấy chị nhận hàng. Mấy chị không tin là được cái giá này đâu. 37 cho chị gì nè, 37 nè, Nguyễn Dung nè. Rồi em còn 38 với 39 thôi nha. Hết rồi, em còn 38 với 39 thôi nha mấy chị ơi. Em còn 38 với 39 thôi nha. Rồi hắc bò em còn 38, 39, chị nào lấy chốt nha mọi người. 38 với 39, 39.000.
Rồi đôi này em sale cho mấy chị luôn nè. Một đôi 36 với lại một đôi 36, một đôi 38. Em sale cho mấy chị 40 luôn. Comment giùm em nha, rằng ri nha mọi người. Rằng ri hay 2Y đi, 2Y 40. 2Y 40 hàng Ado nha. Đôi này là size 38, đôi kia size 36. Rồi comment giùm em nha. Hàng Ado bao đẹp luôn, sale 40 là lỗ của em rồi đó. Em bán 60.000 đó. Chị nào lấy chốt 40 rằng size 36 cho Phạm Tường Vi có hàng. Hắc bò cho Thúy em 38 có hàng, cho địa chỉ số điện thoại. 2Y size 38 cho Trần Phương có hàng, cho em địa chỉ số điện thoại. Rồi comment giùm em nhúng bò này size 36 giúp em 40, nhúng bò size 36 40, nhúng bò size 35, 36, 37 giúp em luôn 40, nhúng bò trắng và nhúng bò đen. Nhúng bò đen còn một đôi 36, nhúng bò trắng còn 35, 36, 37, 38. Chị nào lấy nhúng bò chốt nhúng bò giùm em nha. Ai lấy nhúng bò chốt nhúng bò giùm em. Ai lấy nhúng bò chốt nhúng bò giùm em. Nhúng bò cho Huỳnh Như 36 có đơn 40. Nhúng bò cho Thúy em 38 có hàng. Rồi còn một đôi nhúng bò màu trắng size 35, 36. Rồi sọ ngón đá này em sale 30, size 37, 38. Size 37, 38 sọ ngón đá xoàn Quảng Châu 37, 38 nha. Chị nào lấy chốt. Còn hai đôi 36, 37, 38. 36, 37, 38 cho em 10 hộp khẩu trang 3D, cho địa chỉ số điện thoại đi Kim Anh ơi. Cho chị địa chỉ số điện thoại nha. Rồi qua tiếp nha mọi người. Bây giờ tới xoàn đá nha. Rồi xong rồi qua gót nha mọi người. Rồi bây giờ qua đá xong rồi qua gót. 10 hộp 300 ngàn. Sỏ ngón 38 cho Trần Phương 30 ngàn có hàng. Sỏ ngón đá này 30 ngàn mà mấy chị không mua thôi luôn á. Đây nào quay ngang đá nè mấy chị, bao đẹp cho mấy chị luôn á. Chị nào không mua là tiếc. 30 ngàn không bao nhiêu đâu mọi người, nhưng mà đổi lại một đôi dép rất là đẹp luôn á. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em. Khẩu trang giá lẻ 35 ngàn một hộp, khi mua 10 hộp còn giá 30. Ok chị Kim Anh nha. Trời đôi này đẹp ghê luôn nè mấy bà. Rồi đôi này 40 ngàn, chị nào lấy chốt size 38 comment giùm em. Sọ ngón đá Quảng Châu 40 size 38 nha. Sọ ngón size 35, sọ ngón size 35 là đôi nào? Không có em ơi. Ánh Vi xoàn đá size 36 nè. Size 36 30 ngàn nè, còn một đôi nè. Rồi sọ ngón 38 40 cho Y Bình có hàng. Rồi nhiều y. Không, không có của ai hết. Cái nào? Ừ. Rồi nơ loa kèn size 38 giúp em nha mọi người. Nơ loa kèn size 38 giúp em luôn 40 ngàn, chị nào lấy chốt. Còn hai đôi 38, 39 mang vô nha. Đây nè còn hai đôi nơ loa kèn, chị nào lấy chốt. Còn hai đôi nơ loa kèn, chị nào lấy chốt liền giúp em nha. Hai đôi nơ loa kèn. Ai lấy chốt nơ loa kèn giúp em nha mọi người. Nơ loa kèn giùm em nha. Để lộn mẫu. Nơ loa sọ ngón. Trần Nguyễn Thúy Vi nơ loa kèn cho địa chỉ số điện thoại size 39 nè. Vi Khanh 10 hộp khẩu trang cho chị địa chỉ số điện thoại đi Vi ơi. Ai lấy nơ loa kèn chốt nơ loa kèn giùm em. Nơ loa kèn có 37 nữa nè nha mọi người. Có 37 nữa nha. Có một đôi 37 nữa nè. Còn một đôi 37, một đôi 38. Còn một đôi 37, một đôi 38 nha mọi người. Ai lấy chốt 137, 138. Rồi sọ ngón vờ sát nè, size 37. Chị nào lấy chốt liền giúp em. Vờ sát 40 luôn, 37. Comment giùm em vờ sát 40 nha. Khẩu trang 3D lẻ nè, một hộp 50 cái như vậy là 35 ngàn. Khi mấy chị mua 10 hộp là còn giá 30 ngàn. Về mấy chị bán, mấy chị chia cho ai xài chia. Rồi vờ sát cho Nguyễn Dung có hàng nè, size 37 nè.
Nơ loa kèn cho Sơn Nguyễn size 38 để đi. Nơ loa kèn là size 38 nè mẹ, để chiếc cây chú một kiếm nè. Nằm đâu trong đây nè, chú kiếm. Lấy em thêm một khẩu trang nữa nè, ok nè. Ngọc Thanh đi chung đơn giúp. Rồi cái này là nơ đá giúp em 37, 38 giúp em nha. Nơ đá, nơ đá 36, 37, 38 giúp em luôn 40. Nơ đá 36, 37, 38, 40. Chị lấy khẩu trang một bịch 10 cái bao nhiêu? 25.000 nha em. Rồi chị nào lấy nơ đá chốt nơ đá giúp em đi mọi người ơi. Rồi để em qua mẫu nè. Ai lấy nơ đá chốt nơ đá. Quyền Nguyễn lấy thêm hộp khẩu trang nè. Nơ đá này là cái kiểu sợ ngón hai dây khác nha. Y Bình 38, Bùi Linh 37. Bùi Linh 37 nè, Y Bình 38 nè. Rồi còn một đôi 36 nữa hết nha. Còn một đôi 36 nữa là hết. Còn một đôi 36 nữa là hết nha mọi người. Rồi cái đôi sọ ngón gu xì này 40 size 36. Gu xì 40 size 36, chị nào lấy chốt. Ely Tuyết một hộp khẩu trang 3D nè, Nhi Hoàng nè, một cái đôi nơ size 36 nè. Rồi comment giùm em đi mấy chị ơi, sọ ngón bướm size 38 giúp em luôn 40. Sọ ngón bướm 38 40, Nhi Hoàng gu xì 40 luôn nè. Quá rẻ luôn á mọi người, không mua là tiếc á. Em chỉ like một like tối nay thôi nha, không còn nhiều đâu khách ơi, còn có 2 3 bịch đây là hết rồi. Rồi đôi nơ đá này size 37 40. Nơ đá 37 40. Kim Anh thêm 5 hộp nữa là 15 hộp nè, ok nè. Bây giờ dịch đang là trọng tâm luôn rồi mấy chị, nhưng mà em vẫn bán cái giá này là mấy chị mua mấy chị xài đi. Em còn mấy thùng nữa là hết rồi. Nơ đá này, nơ đá Quảng Châu này em còn hai đôi size 37 với size 38 nha. Size 37 với 38. Rồi, kẹp bướm đá Quảng Châu size 37 40.000 luôn. Kẹp bướm đá Quảng Châu 37 40. Sọ ngón bướm 38 cho Hoàng Hoa có hàng. Nơ đá 37 cho Nguyễn Dung có hàng. Một thùng 50 hộp. Một thùng 50 hộp nha, một là tính ra có 1.500.000 đó. Rồi kẹp bướm cho Ely Tuyết có hàng. Khẩu trang nhà em là bao dày, dày nhất trong loại 3D luôn á, em cam đoan với khách là như vậy á. Rồi em qua mã nha, em qua mã xích nha. Đôi vờ sát em đặt hồi nào vậy? Chị biết rồi em ơi, em đặt hồi nào. Rồi em có hai đôi, một đôi màu trắng và một đôi màu bơ size 36. 35.000 một đôi, chị nào lấy chốt nha. Comment giùm em hơ mẹt hàng, hơ mẹt đế thì yên tâm rồi nha mọi người. Em còn một hai đôi 36. Ok An Bình một hộp khẩu trang nè. Rồi xích này em còn 38, 39, 35.000. Xích trắng 38, 39, 35.000. Đồng Tháp ở đâu ship cũng được, thí dụ mà lâu thì mọi người phải chịu đợi với em. Tại vì bây giờ dịch mấy chị cũng biết mà đúng không, vận chuyển người ta sẽ khó khăn hơn một chút chứ không có dễ như bình thường. Rồi chị nào lấy đôi nào chốt liền giúp em đi mọi người. Chốt liền giùm em nha. Rồi một đôi xích nhúng đen size 36 40.000. Xích nhúng đen 36 40. Yến Vi xích trắng 39 có hàng. Nguyễn Thảo Vi có hàng 35.000. Rồi một đôi xích nhúng đen size 36 40.000 nha. Rồi một đôi xích trắng size 39 30. Xích trắng 39 30. Lấy em trắng mã nào vậy Phương ơi? Rồi một đôi xích trắng hàng Livutin size 39 giúp em nha, 40. Cái này là 40 nha, hàng Livutin giúp em. Rồi em có em dơ ha, trắng 30 cho Nguyễn Thị Mỹ Tiên có hàng nè. Nè. Mã 1 chị hết rồi. Hai hộp khẩu trang cho Ngọc Dung có hàng.
trắng cho Thanh Trang 39 có hàng 40. Khẩu trang 3D nhà em nói mấy chị nghe nè, cái độ dày của nó là cực kỳ dày luôn. Cái khẩu trang nào mà bự 3D mà bự mà ôm tới cái vòm miệng mấy chị tới đây luôn không? Tới đây nè mấy chị là ôm hết cái càm của mấy chị luôn. Mà cực kỳ dày luôn nha mọi người, chứ không có mỏng đâu. Em bán lẻ 35.000 là cái giá dịch bây giờ là quá rẻ. Rồi một đôi xích này size 37. Xích size 37 35.000, xích 37 35.000. Xích Libertin em hết nha, bướm đá 38 cho em nha. Ok nè. Thị Hoa Trần cho em địa chỉ số điện thoại. Thị Hoa Trần cho em địa chỉ số điện thoại nha. Thị Hoa Trần cho em địa chỉ số điện thoại á. Em một hộp khẩu trang nữa nè. Ok bé Thảo Vy nè. Rồi màu này bao đẹp luôn. Bỏ vô đi, ra đơn đó. Ừ. Rồi chị nào lấy đôi này thì chốt liền giùm em nha. Màu bơ size 36 giúp em luôn. Khẩu trang 35.000 một hộp. Em thêm 5 hộp khẩu trang nữa nha. Tâm Như ok em nè. Em chỉ còn 150 hộp thôi đó. Rồi xích trắng này sale cho mấy chị luôn 39.000. Chị nào lấy chốt xích trắng size 36 39.000. Xích bơ cho Nguyễn Dung có hàng. Rồi xích trắng 36 39.000. Chị nào lấy chốt, chị nào lấy chốt liền giùm em. Còn 4 đôi xích nữa là qua gót nha mọi người. Còn 4 đôi xích nữa là qua gót nha. 35.000. Xích trắng cho Nguyễn Diễm Quyên cho địa chỉ số điện thoại này. Để chút chị kiếm đôi 39 chị để cho Phương ơi hết rồi em ơi. Rồi một đôi xích hàng Libutin size 36 giúp em 40. Libutin em bán 65.000 đó, 40.000 size 36. Rồi 37, 36 với 37 comment giùm em xích nu. Xích nu giùm em 36, 37 giùm em nha. 36, 37, 40, 39.000. Mi tròn một hộp khẩu trang ok. Xích nu còn hai đôi 36, 37, 39.000 luôn. 36, 37, 39.000 chị nào lấy chốt. Xích nu 37 cho Ellie. Ellie Tuyết có hàng nè. Xích nu tiên vỏ xe bao nhiêu? Tiên vỏ xe 37 có hàng nè. Còn một đôi 36 nha mọi người. Rồi một đôi xích quai trong size 36 giúp em sale cho mấy chị 35.000. Quỳnh Hoa cho địa chỉ số điện thoại size 37 có hàng. Rồi còn một đôi size 36 quai trong nha. 35.000 chị nào lấy chốt. 35.000 chị nào lấy chốt. Xích trong cho chị Phương cao có hàng 35.000. Chiếc nam có nhưng mà nó nằm tút ở trong, đợi em một xíu nha mọi người. Rồi comment giùm em gót chữ A nha mấy chị ơi. Chất da rắn bao đẹp luôn 50.000. Em còn 2 đôi 38, 39. Em còn 2 đôi 38, 39. Chị nào lấy chốt. Còn xích để chút chị kiếm cho. Chị kiếm cho em đôi 39 cho. Bây giờ chị để vui hàng bơm nữa. Cái này xích gót. Đợi xíu đi. Rồi kẹp đính đá có. Kẹp đính đá có nè. Rồi kẹp đá này size 37 giúp em 29.000. Chị nào lấy chốt. Gót trắng cho Ngọc Giang size 38 cho địa chỉ số điện thoại. Size 38 cho địa chỉ số điện thoại. Rồi còn một gót trắng size 39 Thái Ngân size 39 có hàng cho địa chỉ số điện thoại. Kẹp đá size 37 cho Heo Nguyễn có hàng. Một đôi kẹp đá size 38 cho Ngô Hồng Ngọc Thu 38 có hàng nha. Cho em địa chỉ số điện thoại đi. Cho em địa chỉ số điện thoại đi để kiếm thêm đôi kẹp đá nữa. Rồi có kẹp bướm có đôi đây nè. Đâu đây nè. Đây kẹp bướm này size 37 sale cho mấy chị 39.000. Kẹp bướm Quảng Châu đế vàng 39.000 size 37. Để em lên mấy chị ơi, mấy chị hỏi em nhiều quá, em rối luôn á. Hàng em nhiều lắm. Rồi một đôi gót cao này size 39 giúp em nha khách ơi. Chị nào lấy chốt em sale 60.
39-60, một đôi duy nhất nha. Đây là hàng gót xịn giúp em, size 39. Size 39-60. Kẹp bướm cho Yumi Dưỡng, cho địa chỉ số điện thoại mới chốt chị ơi. Yumi Dưỡng là cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi một đôi hắc màu màu bò, màu cam cam á mọi người, 50.000, chị nào lấy chốt. Size 36 nha. Comment giùm em hắc gót 36. Cao gót cho Thái Ngân có hàng. Đẹp không? Ừ, 60. Gót chữ Anu còn 2 đôi 36, 37, 50 ngàn. Chị nào lấy chốt. Gót chữ Anu em còn 2 đôi 36, 37, 50 ngàn. Kẹp đá em đang hết. Để chút em kiếm cho mọi người. Rồi, gót chữ A nha mọi người. Kẹp đá còn mà để em phải kiếm. Gót nu cho Ellie Tuyết có hàng, size 37 nè. Rồi, sọ ngón gót, cái này là sọ ngón gót màu đen nha. Em còn size 37 với 39, chị nào lấy chốt liền giùm em 37 với 39, 50 ngàn. Chất da hàng Á Đông thì mấy chị khỏi cần suy nghĩ đắn đo mọi người. Em không bao giờ em bán cái giá này đâu, tại sale á, tại lẻ size em sale á. Rồi một đôi kẹp nè, hàng xịn đế màu đỏ, quai đỏ nha. Chị nào lấy đôi này chốt liền giùm em 25 ngàn. Đen 37 cho chị Nguyệt, sọ ngón gót đen cho chị Ellie Tuyết trước nè, size 37 nè. Rồi còn một đôi 39, chị nào lấy chốt. Mỹ Xuyên Nana 39 có hàng. Rồi còn một đôi gót đen chữ A nè mọi người. Gót nhiều lắm, đợi em xíu đi, em lên liền. Nè gót đen chữ A size 37 giúp em luôn. Size 37 giúp em luôn nha, 50. Size 37 giúp em 50, chị nào lấy chốt. 37 giúp em 50. Gót A 37 cho Nguyễn Dung có hàng. Ừ. Rồi sọ ngón màu hồng nu, hàng đế xịn em bán 60 ngàn. Em sale lại trên đây 35 ngàn. Em còn 36, 37, 38, 3 đôi là hết nha. Màu hồng nu 36, 37, 38 còn 3 đôi là hết. Ai lấy chốt sọ ngón, chép sọ ngón còn 3 đôi là hết. Chép sọ ngón còn 3 đôi là hết nha mọi người. Quai đỏ cho Ellie Tuyết 25 ngàn nè. Hồng nu cho Thảo Ngọc 38 có hàng. Nguyễn Diễm Quyên 36 có hàng. 36 với 38 đó tôi đi. Dép sọ ngón nu 37 cho Phan Thị Quỳnh Giao có hàng. Coi sai bỏ vô nha bé lùn. Rồi cái này xích giùm em size 37 với 39 giúp em đi khách ơi. 37 với 39 giúp em luôn 50 ngàn. Xích nha, gót xích. Lô 37 là nào không này à? Ừ, coi sai. 35 em. Gót xích giùm em. Gót xích em có 2 đôi 37 với 39 là khách đẹp nhất nách con. Mấy đôi này ai bán cho mấy chị 50 em mới thiệt luôn á. Quai đỏ có 39 hết rồi em ơi. Bính vàng một đôi size 36 sale cho mấy chị 45 ngàn. Bính vàng 36, 45. Kẹp búp bê rì 37 sale cho mấy chị luôn 25 ngàn. Búp bê rì nha. Cái này là màu nu giúp em. Chị nào lấy chốt liền giùm em gót xích nu 50 nha. Gót xích nu 50 giùm em nha mọi người. Cái này đế vuông đẹp nè. Đế vuông này size 38, 37, 38. Bính vàng cho Huỳnh Ruby cho em địa chỉ số điện thoại 45 ngàn. Rồi đôi này là hơi bị đẹp luôn, hàng Quảng Châu giúp em nha. Em sale cho mấy chị 55 ngàn, size 37, 38. Còn 2 đôi hàng Quảng Châu giúp em đế xịn 37, 38, 55 ngàn. 37, 38, 55 ngàn. 2 đôi kẹp gót nha, comment giùm em kẹp gót. Kẹp gót sọ ngón size 36 là nào vô?
Rồi chị nào lấy chốt đi mọi người ơi. Rồi sọ ngón gót nè mấy chị ơi, còn một đôi 37 nè. Sọ ngón gót còn một đôi 37 đen 50.000. Kẹp gót 37 cho Nguyễn Thu Thảo có hàng cho em địa chỉ số điện thoại. Huỳnh Ruby cho em địa chỉ số điện thoại đi nha. Sọ ngón gót cho Yumi Dưỡng size 37 cho em địa chỉ số điện thoại 40 50. Rồi một đôi gót màu đen cao gót, nhìn là biết hàng xịn luôn á mấy bà, 60.000. Ai lấy chốt? Ai lấy chốt 60? Ai lấy chốt 60 giùm em nha. Ai lấy chốt 60? Rồi một đôi nhúng nè, hàng xịn không? Một đôi nhúng này giúp em, nhúng nu size 36 50. Nhúng nu 36 50. Gót 60 cho Nguyễn Dung size 39 nha chị ơi. Rồi ai lấy đôi này chốt liền giùm em nha, nhúng nu nha. Nay đặt tối nay em làm đơn đi hàng luôn nha mọi người. Rồi kẹp chữ A còn một đôi da rắn size 36 50. Chị nào lấy chốt? Chữ A da rắn 50. Chữ A da rắn 50. Mẹ cho con miếng nước. Cái này 55. Qua mã nha. Không có gót màu trắng em ơi. Rồi một đôi bánh mì nè, size 38 39, em sale cho mấy chị 40. Chị nào lấy chốt bánh mì vàng. Bánh mì vàng còn một đôi. Bánh mì con khỉ size 36 còn một đôi nha mọi người. Bánh mì con khỉ 36 một đôi 40 luôn. Chị nào lấy chốt? Giúp mày để mang. Trời chúc lời chi vậy. Đồ dép chiếu rất là quý tộc và hoàng gia. Rồi bánh mì. Bánh mì vàng cho chị. Bánh mì vàng cho chị Thị Hạnh Trương cho em địa chỉ số điện thoại. Nguyễn Ngọc Anh Đào size 36 cho em, cho có địa chỉ số điện thoại rồi nè. Rồi một đôi bướm màu đỏ size 39 10.000. Bướm đỏ 39 10.000. Bướm đỏ 39 10.000. Rồi phun tiếp hàng đây. Ok Ngọc Thu nha, hai hộp khẩu trang nè. Bướm đỏ cho Thảo Ngọc 10.000 có hàng. Ngọc Thu hai hộp. Anh Đào là gì à? Anh Đào. Đâu? Bánh mì thỏ đó. Nguyễn Diễm Quyên một hộp khẩu trang có hàng. Tối nay em làm đơn rồi đi hàng nha mấy chị ơi. Hết bịch luôn rồi. Nu kế hắc cam là cái nào vậy? Nè lấy bịch bự gọi vô. Hoàng Hoa một hộp khẩu trang nè. Mấy chị đi đừng hỏi em nữa, em làm em phân tâm quá, em trả lời rồi cái em không tập trung em like được. Ngọc Thanh ở đâu mà ai nha, ngày có hàng. Phạm Tường Vi một hộp khẩu trang có hàng. Cái này ra bằng máy mà sao mà lộn được mấy chị. Mỗi người là có một con số hết. Rồi đôi này size 39 giúp em nha. 39 chị nào lấy chốt liền giùm em. Đợi em một xíu đi mấy chị ơi. Đôi này size 39 kẹp da rắn còn 2 đôi 20.000. Chị nào lấy chốt. Còn mẫu đá nhiều lắm. Sọ ngón đá size 36 25.000. Chị nào lấy chốt. Ok em. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Sọ ngón da rắn này còn size 36 nè, 30.000. Chị nào lấy chốt, hồi nãy màu cam màu đen rồi đó. Kẹp da rắn nè. Kẹp da rắn cho Thúy Vi, Trần Nguyễn Thúy Vi có hàng. Nguyễn Ngọc Ngân có hàng. Nè. Trắng size 36 cho Phạm Tường Vi có hàng. Trắng mới cầm.
Rồi còn màu nu một đôi nè. Còn màu nu một đôi size 36 30 ngàn. Chị nào lấy chốt. Màu nu một đôi size 36 30 ngàn. Rồi comment giùm em kẹp dây điện Mickey 15 ngàn. Kẹp dây điện Mickey 15 ngàn. Đôi này bị lỗi rồi. Rồi xỏ ngón 3 dây xoàng 20 ngàn size 36. Xỏ ngón 3 dây xoàng 20 ngàn size 36. Xỏ ngón da rắn cho Nguyễn Diễm Quyên có hàng. Nu size 36 cho Nguyễn Dung có hàng. Rồi đôi kẹp đế vuông màu đen nha, size 39 về mấy chị chà ra là mới rồi, tại vì bỏ lâu quá mấy chị. Rồi đôi này 15 ngàn, size 39. Xỏ ngón trắng cho Thúy Lộc có hàng, cho em địa chỉ số điện thoại nha mọi người ơi. 20 Thúy Lộc cho em địa chỉ số điện thoại. Một đôi kẹp đá size 36 29 ngàn. Kẹp đá 36 29 ngàn. Kẹp đen 15 ngàn cho Mai Thơ nè. Khẩu trang là 35 ngàn một hộp nha mọi người ơi. Rồi comment giùm em đi. Ngọc trai gót 60 ngàn size 39, chị nào lấy chốt. Kẹp đá cho Thúy Lộc có hàng. Kẹp đá cho Thúy Lộc có hàng nè. Cột lại. Ngọc trai cho Thanh Trang size 39 có hàng 60. Một đôi kẹp gót chữ A màu nu size 37, chị nào lấy chốt gót A nu size 37. Gót A nu size 37. Cô ơi vô giục hàng đi chị ơi. Rồi tiếp nha. Rồi đôi Quảng Châu Ngọc Trai nè mấy chị, em bán 65 mấy chị nhớ không. Rồi đôi này 60, chị nào lấy chốt. Có lộn bơ 40, chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Size 36 nu 36 40. Nu 36 40 ai lấy chốt. Nu 36 40 hết rồi hả? Thôi được rồi. Nu 36 40. Thùy Dương cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Nè còn mấy đôi này đâu dưới đây nữa thì phải, mày kiếm rồi. Không có. Rồi tiếp giùm em nha. Xỏ ngón xoàng size 37 giúp em 29 30 ngàn. Xỏ ngón xoàng, xỏ ngón xoàng size 37 giúp em nha, 30 ngàn, chị nào lấy chốt. Còn like lâu lắm á chị ơi, em like nhiều lắm á, coi đi, cứ coi đi. Rồi đôi lông này em sale luôn đi, 35 ngàn size 36, hàng Quảng Châu đế xịn nha, 35 ngàn size 36. Xỏ ngón xoàng chốt cho chị, chốt cho chị Nguyễn Ngọc Anh Đào. Ngọc Thanh thêm 10 hộp nữa nè. Nhiều rồi. Nguyễn Ngọc Anh Đào nhiều rồi, cho ngón 40 con. 30. Rồi chị nào lấy lông chốt lông, mẹ đừng hỏi con quan tâm. Rồi lông 36 cho Nguyễn Diễm Quyên 35 ngàn có hàng. Rồi chị nào lấy đôi này chốt liền giùm em, nhúng đen size 37 nha, 40. Duyên lông đen 36 có hàng. Đâu đây có đôi lông đen nữa nè. Nè. Lông. Duyên cho chút địa chỉ số điện thoại nha. Mấy đôi nhúng nó đẹp mà không lấy. Rồi xỏ ngón da rắn màu trắng size 36 giúp em 30. 30 nha mọi người. Đi ra. Xỏ ngón da rắn size 36 nha mọi người. Rồi một đôi dép quai ngang Quảng Châu size 37 40. Quai ngang Quảng Châu 37 40 nè, còn sót đâu đôi được nè. Xỏ ngón cho Linh Láo 36 cho địa chỉ số điện thoại. Linh Láo 36 cho địa chỉ số điện thoại, thấy của Ly Ly nè. Rồi kẹp chữ A xoàng size 36 giúp em 30, chị nào lấy chốt. 30. Không nhận đổi hàng. Rồi một đôi xích đen này size 36 sale cho mấy chị 39 35 39 này 35 quên rồi.
39.000. Ê còn đôi bướm nè. Một gì vậy? Ở đâu cái đây nè? Đó rồi. Nè, chờ neo nè. Bướm đâu? Lấy cho chị coi luôn. Trời, ờ dục quá. Rồi, một đôi kẹp chờ neo. Đi ra. Một đôi kẹp chờ neo size 37 giúp em nha, 35.000. Kẹp đá chờ neo 37 nha. Kẹp chữ A. Kẹp chữ A cho chị Trần Thị Cẩm Dung có hàng. Nè. Xích đen 39k cho Gia Hân có hàng. Rồi tiếp nha mọi người. Rồi đôi gót này nè. Size mấy đây? Size 37 mấy chị mua về cho mẹ mấy chị mang cũng được. Gì mấy chị mang cũng được. Size 37 nha, em xem cho mấy chị 40. Comment giùm em gót đen 40. Kẹp chờ neo cho Phan Thị Huỳnh Giao có hàng 35.000. Bướm size 36 giúp em nha. Bướm này size 36 giúp em 40.000. Ủa còn chiếc bướm đâu rồi lộn. Đây, bướm 36. Ủa, hồi nãy nhớ có mà. Thôi bướm này mất rồi, dục qua bên đây. Kẹp chờ neo em hết rồi nha mọi người. Rồi để em qua mẫu khác cho mấy chị nè. Đợi em xíu, nhiều hàng lắm. Ơi còn đây nữa mà quên. Tiếp giùm em nha. Rồi comment giùm em ngựa vàng size 39 nè mấy chị ơi. Ngựa vàng size 39 25. Ngựa vàng 39 25 chị nào lấy chốt. Ngựa vàng 39 25. Sọ ngón đen size 36 da rắn 30. Rồi một đôi kẹp da rắn vàng size 39 giúp em luôn 20. Ngựa vàng cho Hồ Phạm Trà My cho địa chỉ số điện thoại 25. Rồi một đôi kẹp chữ A màu vàng size 39 giúp em nha. Chữ A vàng size 39 giúp em luôn 20. Chị nào lấy đôi nào chốt đôi đó giùm em nha mọi người. Rồi da sọ ngón da rắn size 37 20. Sọ ngón da rắn size 37 20. Sọ ngón da rắn size 37 20. Ngựa vàng em hết rồi nha. Ai em xin địa chỉ số điện thoại cho em đi mọi người ơi. Rồi kẹp da rắn 20.000 nè size 36. Kẹp da rắn cam 20.000 size 36. Chữ A vàng cho Trần Phương cho em địa chỉ số điện thoại 20. Da rắn cho Ly Ly 37 20 có hàng. Ngựa vàng hết rồi. Thấy comment của Linh Láo nè. Kẹp cam cho Linh Trần 36 20 có hàng. Rồi comment giùm em kẹp đen trơn nè size 37 20. Kẹp đen trơn 37 20. Kẹp đen trơn 37 20. Da rắn màu nu size 38 20. Da rắn màu nu 38 20. Ok nè. Dây đen 25.000 size 39. Dây đen 25.000 size 39. Dây đen 25.000 size 39. Đen trơn cho Ly Ly có hàng 20. Da rắn nu cho da rắn nu cho Ngọc Thu có hàng. Rồi dây đen 25 cho Thảo Ngọc có hàng.
Rồi còn một đôi sọ ngón màu trắng size 37, còn một đôi sọ ngón màu trắng size 37. 30. Còn gót đợi em xíu. Rinh còn muốn nổi nữa nè. Còn một đôi nơ đen nè mọi người, size 36 giúp em nha. Nơ đen size 36 35.000. Nơ đen 36 35.000. Ủa đôi đất này chưa chốt cho ai hả? Lại nhớ trước ra. Rồi còn một đôi cam đất này 10.000 nè, nãy ai chốt nè, size 36 37. Còn một đôi da rắn màu vàng size 39, màu vàng này hơi bị đẹp nha, size 39 20. Rồi chốt đi mọi người ơi, qua bịch. Bịch gót nha. Like hết mấy bịch đây. Mấy chị kẹp đá nơ đen cho Trần Văn My, cho địa chỉ số điện thoại nè. Chúc kiếm chị. Mấy chị đợi em. Bông bông cam đất 37 nè, bông bữa chị thiếu em nhiêu em nhớ nhắn chị trừ ra. Rồi tiếp bịch này luôn đi. Mấy chị đợi em 3 phút đi, mấy chị để em đi vệ sinh cái ra.